chia theo giống. Bất thiện quả tố. Đây là chi pháp nè. Tâm em, tâm thiện. Tâm thiện thì có 21 hoặc là 37 tâm, tùy theo cái cách tính đối với tâm siêu thế. Thiện nó chia làm 3 chi ha, thiện dục, thiện đáo đại và thiện siêu thế. Thiện đáo đại thì có 2, thiện sắc và thiện vô sắc. Đó, mỗi cái gộp lại thành ra 9. 8 dục cộng với 4 siêu ha, là 21. Là 21 tâm thiện. Hoặc là nếu tính như siêu thế 20 tâm đó, thì thiện á, tâm thiện nó ra 37. À, đó là cái bảng chi pháp. Chép cái bảng chi pháp vô nha. Để mà nhớ đó. Cái này là phải thuộc. Tới thiện là phải biết liền. Nói tới thiện là biết thằng nào liền. Có nhiều khi đó người ta nói thiện á, mà cái văn phong, cái văn cảnh lúc đó đó, là mình phải hiểu thiện đó đó là thiện dục, tại người ta đang nói trong cõi dục đó. Thời thiện dục đó thì nó có 8 thôi, nên thành ra nó cũng nói thiện mà không chắc đó là phải là 21 đâu nghe. Nhiều khi nó cũng nói thiện đó nhưng mà là 8. Do đó mà phải cẩn thận suy xét lúc đó nên tính thằng nào cho nó phù hợp. Đúng không? Nó tới bất thiện nè. Bất thiện thì quá quen rồi. 12 tham 8 sân 2 si 2. Quả một bài. Chia theo 4 chi. Thiện quả tố. Quả chia làm 4. Quả dục vô nhân, quả dục tịnh hảo, quả đáo đại, quả siêu thế. Quả dục vô nhân thì có 2. Vô nhân thiện, vô nhân bất thiện. Vô nhân thiện thì 8, vô thần bất thiện thì 7. Dục tịnh hảo thì có 8. Quả dục đáo đại thì nó có 2 loại, quả sắc, quả vô sắc. Quả sắc thì 5, mà quả vô sắc 4. Gộp hết lại ra 36 quả hoặc 52 quả. Tùy theo siêu thế đó, tính hẹp hay tính rộng. Mình học cái này đó là mình nắm hết trơn luôn rồi đó. Tại vì tâm đó là mình nắm được một cách nó rõ ràng hết rồi. Nên em sẽ theo giống của nó ha. Chạch tí. Quả tố là giống không? Ừ. Xíu xuống dưới có. Tên bảng nó cũng có chữ tố sẽ có giống sẵn. Vô nhân, tố tịnh hảo, tố đáo đại. Lại ra 20 tố.
trong các tâm siêu thế có tâm tố không béo. Các tâm siêu thế có tâm tố không béo. Chào Minh. Tâm siêu thế có tâm tố luôn ha. Tâm nào với con? Rồi, hết biết rồi. Chế thêm một hàng nữa, hàng từ hàng 20 đó, 20 tâm đạo, 20 tâm quả đó, cái thêm hai bên hai hàng, hai hình mặt béo vô trọng, thành tâm tố. Không có, siêu thế chỉ có tâm đạo, tâm quả thôi, không có tâm tố. Nhớ nghe. Học không để ý. Bây giờ chị vẽ mấy cái bảng đi, vẽ xong mấy cái bảng rồi cho hay. Ok của mày. Béo ghi xong thì béo gửi lên. Còn tăng với ký ha. Chắc còn dễ đó cho nên hơi lâu.
Rồi, mình đi vào phần phân tích các vấn đề liên quan. Giống tâm, cái giống tâm, cái giống giống nghĩa là chữ, là cái chữ Bali nó là chật tí ha, chật tí là giống đó. Nó là cái chi, nó là đặc tính chung nhất theo chủng loài của các tâm. Nè, là đặc tính chung nhất theo chủng loài của các tâm. Cái dạng thức tinh thần theo cái cách nào đó, tức là dạng thức tinh thần theo cái cách nào đó. À, nó là giống đó. Việc phân chủng loại của các cách biết, phân chủng loại nha, của các cách biết theo cái biết. À, không phải là một cái chuyện mà nó dễ. Và cái việc đó chỉ có cái bậc toàn trí, toàn tri diệu giác đó thì mới làm được thôi. Và bởi vì mình phân á, bởi vì mình học được cái kiến thức phân loại được tất cả các cái hiện tượng tinh thần theo chủng, theo loài. Cho nên thành ra mình có thể đánh giá được một cái tâm hay một cái dạng cách biết nào đó nó thuộc vào giống loài nào. Mà khi á, mà biết nó thuộc vào giống loài nào rồi đó thì mình xử lý nó được. Mình xử lý nó được. Mình dễ dàng xử lý nó. Thành ra nó rất là ích lợi trong cái việc mà mình quán xét tâm hay là trị liệu nói chung. À, khi mà cần biết đến cái đời sống tinh thần đó, thì cái việc mà mình nắm được các giống tâm á, thì nó ích lợi. Đó là cái cơ sở. Quý vị hiểu cái cơ sở đó không? Mình mà không có cái này đó là coi như là tâm nó đi quang du luôn. Giống như là cái tâm lý của Tây Phương vậy đó. Hỏi ra đâu có biết gì đâu. Hỏi ra đâu biết tâm là có bao nhiêu loài gì đó, đâu có biết đâu. À, nó chỉ biết được bao nhiêu loài bồ sát, rồi loài gặm nhấm rồi thôi ha. Cái đó đó thì cái người ta đi chụp á, chụp ếch, chụp nhái, rồi chụp cóc chằn hiêu, rồi người ta đếm được. À, ta đếm được. Còn tâm đó đâu có chụp đếm được đâu. Đâu có đếm được. À, nên thành ra đó nó đứng hình. À, trong cái lĩnh vực đó nó đứng hình, nó đờ, nó không làm được chuyện đó. À, mà khi mà mình biết được cái đó đó, đó là cái con đường mà đi ra khỏi tất cả những cái sự mà khó khăn về mặt tinh thần mà người ta không biết được. Ừ, đã phải hiểu đó. Khi mà mình hiểu được cái góc độ đó thì mình thấy được cái sự thù thắng. Thấy được cái sự thù thắng của Đức Phật á, khi mà Ngài phân chia ra các cái tâm như vậy. Mình thấy mình hoan hỷ. À, đó là cái ý thứ nhất. Gọi là thì có sẽ xem cái ý thứ hai, cái thối thường đó, chúng sanh chỉ có thể có ý niệm về cái thiện và cái bất thiện, tức là cái xấu ác đó, cái bất thiện và cái xấu ác, tức là người ta chỉ biết được về cái thiện và cái ác thôi hết rồi. Và dĩ nhiên giới hạn trong cõi giới của chúng sanh đó, tức là ví dụ như trong cõi dục của mình đi, mình biết thiện á, thiện là thiện trong dục mình thôi, thiện trong dục mình thôi đó. Rồi đâu có biết mấy cái thiện khác nó là gì đâu, tại bị giới hạn trong cái phạm vi của chúng sanh đó. À, nơi thắng pháp đó, bậc toàn giác trí nêu thêm hai cái giống tâm khác giúp giải quyết mọi cái bài toán về đời sống tinh thần. Hai nó là tâm quả và tâm tốt. Hay là tâm quả và tâm tốt. À, đó đã vượt ra khỏi cái biết thế thường của chúng sanh. Chúng sanh thì chỉ xoay quanh cái biết về tâm thiện và cái biết về tâm bất thiện mà thôi. À, nay đó Đức Phật đến thì Đức Phật cho thêm hai cái giống tâm nữa đó, sâu sáng cho biết thêm về tâm quả và tâm tốt. Sẽ ra sao nếu như mà không có tâm quả? À, sẽ ra sao nếu như mà không có tâm quả? Vì tâm quả là cái mà Đức Phật mới đưa cho mà. Mình đặt ra đó. Nếu như sẽ ra sao nếu không có tâm quả, thì cái quy luật nghiệp báo sẽ bị mâu thuẫn. À, cái quy luật nghiệp báo sẽ bị mâu thuẫn. Quy luật nhân quả bị mâu thuẫn. Những cái hành vi vô thức không thể biết là do đâu. Giấc ngủ cũng không thể lý giải được. Cái cảnh giới khác trong 31 cõi mà sẽ tâm quả đó thì cũng không thể tồn tại. À, ngày đến ngày chỉ cho cái tâm quả, thế là mọi thứ nó thông suốt. Cái gì trò của tâm quả nó hay như vậy đó. Cái gì tâm quả nó làm cái nhiệm vụ là chỉ cái chi, chỉ cái chi, chỉ không biết. À, tâm quả nó làm gì không biết.
Mẫn là chị làm cái chi? Để mình chờ tí. Rồi tâm quả nó làm cái chi? Em biết tâm quả nó làm cái chi không? Thì nó làm cái nhiệm vụ là trái quả. Quả mà. Cho nên nó làm cái nhiệm vụ là cho hưởng lại những cái chi mà mình đã làm ra. Nó cho hưởng lại tất cả những cái chi mà mình đã làm ra. Nó đặt tính của tâm quả nó là như vậy đó. Vậy thì nếu như không có cái tâm quả, nếu mà không có cái tâm quả thì mình hưởng cái gì? Không có cái tâm quả rồi mình hưởng cái gì? Nó mâu thuẫn hết trơn luôn, toàn bộ cái hệ thống, toàn bộ các hệ thống mà là nhân quả đó, nghiệp báo đó, coi như là đứt cái chân, không thể nào giải quyết được hết. Hiểu chưa? Nên đó là nó cho lại đó một cái hưởng quả, một cái hưởng quả siêu thế, thì là hưởng quả siêu thế, cũng là hưởng quả, nhưng mà quả siêu thế nó khác, quả dị thục nó khác. Cho nên đó, cái vai trò của tâm quả rất là quan trọng. Vai trò của tâm quả rất quan trọng. Tâm tố ha, tâm tố là cái tâm á mà nó hoạt động không cho nghiệp, là nó làm nhiệm vụ hoạt động giống như cái tâm thiện vậy đó. Mỗi một cái hàng nào mà là tâm thiện thì sẽ có một hàng tâm tố. Mỗi một hàng tâm thiện thì sẽ có một hàng tâm tố. Tâm tố nó làm việc như tâm thiện nhưng không có cho nghiệp luân hồi. Đặc trưng của tâm tố nó như vậy. Rất quan trọng ha, cái mấy chiều người ta hỏi mình đó, khi Đức Phật chỉ ra đó, mình học cái bản niêu đó, cái Đức Phật ghi vô cho mình biết ha, này có tâm quả ha, cái hỏi cái có tâm quả nó có ý nghĩa gì, biết không biết, coi như tiều tụng. Ok, rất hoan hỷ từ cái ý này đó mà mình mở rộng ra các câu hỏi luôn. Sẽ ra sao nếu không có tâm tố, sẽ ra sao nếu như không biết được các cái tâm bất thiện, sẽ ra sao nếu như không biết các tâm thiện. Đó là cái câu sẽ dùng để trả bài đó. Dành cho học sinh giỏi. Dành cho học sinh giỏi. Cảnh giới. Không thể có cảnh giới nào mà không xài tâm quả. Đúng rồi cô My. Cả các cảnh giới đều có tâm quả hết. Đều có tâm quả hết. Dĩ nhiên là ở cảnh giới hữu tâm. Còn cái cõi mà vô tưởng này không có tâm thì ra sao có tâm quả. Thì cái đó rất là khác rồi, nó sắc pháp thôi thì nó khác. Tất cả những cảnh giới hữu tâm đó thì đều có tâm quả hết. Hiểu chưa? Rất quan trọng nha. Từ khi đó mình học á, cái bản niêu á, mình rất là ghẻ gúng với cái tâm quả nha. Tôi thấy vậy đó. Mình rất là rẻ rúng mấy cái tâm quả. Quả không thèm nhớ. Thấy nó không có quan trọng. Thích tâm, thích tâm bất thiện luôn ha. Chỉ nên nhào vô cái là thấy là 8 tâm tham ha. 2 tâm sân, 2 tâm si đó. Hẩu vô tâm cái là vô bất thiện nằm vậy đó. Ôi là trời. Cho thế gian thối thường đó người ta cũng biết nữa. Tuy nhiên cái biết của người ta không có đầy đủ. Biết của người ta không có đầy đủ. Nhưng mà người ta biết không biết. Biết nha. Còn khi đó mà mình được Đức Phật chỉ dạy đó. Là Đức Phật chỉ dạy đủ hết luôn. Đức Phật dạy đủ hết luôn. Và trong đó có tâm quả. Vai trò của nó rất là quan trọng luôn. Nữa đó. Mình học ở bên cái phần tâm thiện á. Mình sẽ học về cái sự cho quả. Giải về sự cho quả. Thì mình sẽ hiểu đó trong tất cả các cái tâm đó. Nó sẽ tâm nào nó cho quả gì, tâm nào nó cho quả gì, tâm nào nó cho quả gì. Vui lắm. Vui lắm. Cái thành ra đó, từ đó đó cái mình biết được. Mình biết được đó. Là mình làm cái này đó, mình sẽ thọ nhận được cái chi. Nó hay lắm.
Đó là từ từ tới ha, mấy cái đó còn còn lâu lắm, nhiều khi tuần sau dẹp lớp vẫn chừng nữa, nên vô thường mình cũng không biết được, nói cho biết trước vậy thôi. Rồi ngay ở trong thiện và trong quả, ngay ở trong thiện và trong quả, Đức Phật còn chỉ ra hai cái loại đặc tính của tâm, mà cái biết của nó cao tột vượt mọi sự ràng buộc, là tâm siêu thế. Ngay ở trong tâm thiện và tâm quả, Đức Phật chỉ ra hai loại đặc tính của tâm mà cái biết của nó vượt vượt trội cao tột, à đó là tâm siêu thế. Tâm siêu thế tức là tâm đạo và tâm quả đó, thiện cũng có đạo đó, à, quả kia cũng có quả này đó. Thiện siêu thế, các thiện hiệp thế, quả siêu thế, các quả hiệp thế. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó thì cũng có thể xếp chung như vậy, nếu như chia tâm đó theo bốn cái giống là giống thiện, giống bất thiện, giống quả, giống tốt, thì mình bắt buộc đó, bắt buộc mình phải bỏ bỏ vô luôn đó, mà không bỏ vô cái nó cù ra không biết bỏ đâu, à cho nên là mình phải nhét nó vô thứ mà nó cao tột hơn, nó cao tột hơn, nó vượt khỏi mọi sự ràng buộc, à, nó thuộc về siêu thế, tâm đạo siêu thế đó, mà tâm quả siêu thế. Đó là một cái sự nhắc nhớ cho mình đó. Vậy thì nếu như không có các tâm siêu thế này thì sao? Không có các tâm siêu thế này thì sao? Chúng sanh cũng bình yên thôi. Chúng sanh cũng bình thường thôi. Chúng sanh đâu 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 có mất miếng thịt nào đâu. Đúng không? À. À, tâm đạo tâm quả vượt các ràng buộc gì? Cái hạ phần kiết sử, dạ, thượng phần kiết kiết sử, vượt tất cả những ràng buộc đó. Thì đó, tâm đạo tâm quả này xuất hiện có vai trò gì không? À, thế chứ thấy đó, có hay không có đó, chúng sanh cũng không mất miếng thịt nào. Nên thối thường đó, người ta học đó, người ta quên luôn 20 tâm đạo, 20 tâm quả, thấy gì một cụm chà bá lửa dưới đó mà không có đụng gì vô trơn á, năm 12 tháng không có thấy nói tới gì trơn, không thấy hỏi han gì trơn luôn đó. Không hiểu gì trơn thì đâu có hỏi phải không? Đâu mà đặt Rất là quan trọng đó, cái tâm đó rất là quan trọng luôn. Nó là cái chi vậy? Nó là một cái sự dự báo cho chúng ta biết trước rằng nếu chúng ta thực hành cái phương pháp đó mà của cái bậc toàn giác trí đó, người ta chỉ dạy đó, thì mình sẽ đạt đáo tới cái tâm đó, sẽ biết kết quả, sẽ biết kết quả. Cái nghiên cứu đó Đức Phật đã làm rồi, Phật làm rồi, Đức Phật cho cái kết quả rồi, à nghiệm thu đề tài rồi xong hết trơn rồi, à, coi như đã công bố thành tựu rồi đó. Mình mà làm lại cái nghiên cứu y hệt vậy là mình được cái kết quả y gan vậy đó, xong người ta công bố cho mình biết hết đấy. Cho nên đó, đó là một cái niềm tin vững chắc. Việc Đức Phật không có dạy tâm 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 đạo quả được không? Được. Phu đâu biết cái gì đâu, phàm phu đâu biết gì đâu, nhưng mà đó ngài ngài muốn chỉ dạy cho biết, ngài muốn chỉ dạy cho biết để làm cái chi, để đó minh chứng cho phàm phu biết rõ ràng đó là có thứ để mà chứng đắc, mà kiểm tra lại cái thứ chứng đắc để kiểm tra lại, chứ nếu ngài không dạy đó an toàn hơn, vì cái đó cũng đâu ai biết đâu, cũng đâu ai biết đâu, nhưng mà ngài dạy luôn, ngài dạy luôn đó để mà người được chứng đắc được, đó là xác tín được, ồ đúng thiệt là nó có như vậy, thiệt là nó có như vậy. Thành ra đó vàng thiệt đó không có sợ lửa, vàng thiệt không sợ lửa, học có nhiều đó nói hết à, không có giấu lại cái nào hết à. Nên thành ra có hết tất cả các tâm, à, cho đến các cái tâm tột cùng luôn cũng có luôn, nên tâm siêu thế đạo quả đều được trưng bày cái đó hết luôn vậy đó. Được không, được không, cho hành giả đó có cái con đường tiến tu, có con đường tiến tu ổn áp không nè. Đâu là sự phân biệt giữa phàm phu và thánh nhân? Tiếp tục ha, câu hỏi nữa ha, mà mấy biết cái câu hỏi này đó là nữa kiểm tra không đó, kiểm tra mới vô mấy câu này không ha. À, vì vai trò của tâm siêu thế là gì, à vai trò của tâm quả là gì, à làm sao phân biệt phàm phu và thánh nhân đó, còn mấy câu hỏi không?
mà không nhớ đó, cứ như tiêu tùng luôn à. Nên phía sau đó tôi soạn đó, tôi cũng đi theo cái đề mục câu hỏi vậy đó. À, đi theo đề mục câu hỏi cho nó dễ, dễ. Tôi trình bày ra nhiều quá đó, cái tôi đâu có hỏi lại được, không lẽ tôi ghi nguyên cái đoạn tôi trình bày lại rồi tôi hỏi. Đâu có trả bài được gì đâu. Thành ra đó bây giờ mình trình bày chịu câu hỏi đi, cái nữa mình hỏi lại cho nó dễ. Không phải ở tướng mạo, không phải tướng mạo, không phải ở thần thông, mà là ở bản chất của tâm. Sự phân biệt giữa phàm phu và thánh nhân không phải tướng mạo, không phải thần thông, mà là ở bản chất của tâm. Thánh nhân không còn nối kết với luân hồi nữa, mà chỉ đơn thuần là cái hành động tạo tác, như cây cọ bị chặt ngang thân. Như cây cọ bị chặt ngang thân. Biết cây cọ không vậy trời? Biết cây cọ không? Đúng ai biết cây cọ không? Ồ, biết ha, biết có đứa biết nè. Cháu biết cây cọ không con? Đức Phật ta nói nghe, cái gì ông cũng biết hết trơn á. Cái gì ông cũng biết trơn, đọc Tạng Luật có nguyên cái chương mà về dược phẩm, dược liệu đó. Mà tôi có share cái bài lên group siêu lý đó, quý vị mấy câu đó, trời ơi, cái gì ông cũng biết hết trơn á. Cái gì, cái sinh học, rồi địa lý, rồi y học, cái gì đó, cái gì ông cũng biết. Biết, béo biết luôn ha, vậy là chắc ai cũng biết rồi đó. Cái cọ đó, kìa, cảm ơn ha, có cái cọ luôn ha. Vậy chứ, cái cây cọ là giống của cây dừa nè, cây cao nè, cây gì nữa nè, cây gì mà làm cái đường ăn nè, ta quên mất tiêu tên nè. Cây thốt nốt, cây thốt nốt, mía gì thì dính dáng gì đây trời ơi. Vậy hai thầy trò bay hệt không? Nghe đường cái mía, Thôi, thì đó là những cái cây đó mà nó chỉ có một cái mầm đi lên thôi đó, và nó phát triển lên đó. Mà nếu mà cắt ngang đó là nó không có lên nữa. Nó đứt bóng từ bi luôn đó. Không? Cho nên đó là đó, đối với cái bậc vô sanh thì giống như cây cọ bị chặt ngang vậy đó, giống như cây cọ bị chặt ngang thân vậy đó. Họ không có lên được nữa. Tức là không còn tục sanh nữa đó. Chỉ có bậc thánh mới dùng được tâm tố thôi. Mà còn gọi là tâm di tác, tâm hạnh đó. Biết của bậc thánh là hoàn toàn trong sạch, khác với cái biết của phàm phu, và cái gốc nó nằm ở đó, cái gốc nó nằm ở cái chỗ cái biết đó hết rồi. Mọi thứ này còn cái gì để mà mình so sánh đối chiếu nữa đâu? Khi mà mình so sánh đối chiếu đó, mình phải đi vô cái gốc của nó, tức là cái biết, nó là cái biết. Và ở trong Phật học đi đến tận cùng cái đó, còn lại tất cả những cái mà của thế gian đó, của thế thường đó, người ta so đo đó, xét nét ở trong những cái mới rất là phàm phu, mà người ta thích như vậy. Còn đi vô trong Phật học đó thì mình không có so đo xét nét á trong những cái phàm phu như vậy nghe. Nhớ không? Ổn không? Rồi chép xong đó cho hay nghe. Dễ mà đúng không? Đâu khó khăn chi. Chờ béo ha. Chờ béo chép ha. Từ từ nhìn ra chữ nha con, chép sao nhìn không ra chữ nữa, sao nào biết đường đâu học nha. Ai đó mà có thắc mắc á, cái mình tranh thủ mình hỏi. Đúng rồi. Đó
mà nói sáng trưa chiều tối đó mà không ho đó, nó mới là lạ đó. Vai trò của tâm siêu thế mình là để mình chưa dùng được cái tâm đó thì mình phải cố gắng thực tiễn. À không phải con, nó cho mình biết cái kết quả chắc chắn. Giống như cái chuyện đó, người ta nói là mình thấy đứa nào mà cu dích mình đưa cái mặt vô nó là mình cu dích đó. Đúng không? Nó cho mình biết kết quả chắc chắn vậy đó, không phải nghi ngờ nữa hết. Vai trò của nó lại thế. Quả chắc chắn của sự tu tiến là phải có cái tâm đó. Tu mà không có tất có cái tâm đó là chưa có đắc cái quần gì hết đấy, ngồi tưởng tượng thôi. Mà chỉ có bậc thánh mới sử dụng được thôi, còn lại phàm phu không ai sử dụng được hết. Tuy nhiên ngoại trừ tố vô nhân có hai tâm mình vẫn xài được ha, còn các tâm tố khác thì mình không có. Quan trọng như vậy đó, ở mỗi một cái đó, cái sự xuất hiện của nó trong cái tam giới này đó, nó đều có cái ý nghĩa to lớn, nó đều có cái ý nghĩa to lớn. À, khi mà mình biết được nó, cái bảng đỏ đỏ xanh xanh đó, tròn tròn chấm chấm đó, cái mình thấy rất là bình thường, chờ mình thấy rất là bình thường, không không có nên suy nghĩ như vậy, không có nên suy nghĩ như vậy, đi hữu lắm đó, đi hữu lắm đó mình mới được biết nó đó. Trong hàng tỷ người trên cái trái trái đất tròn vo này đó, không ai biết đâu bao nhiêu người đâu. Thành ra đó, đó là một cái cơ hội rất là quan trọng cho mình nhé. Và dù cứ biết có biết vậy thôi, là biết cái thấy thích thích vậy thôi, chứ muốn học hành vậy chứ tội nghiệp. Đây là trên bảng niêu ha, trên bảng niêu thì mình khoanh vùng được ha, mình khoanh vùng được các cái tâm. Cái bảng niêu này là tôi chưa có đổi à, cái bảng niêu mà tôi đổi rồi đó hình như tôi cũng chưa gửi cho quý vị đúng không? Để tôi tải lên cái bảng niêu, tôi đổi cái vị trí đó, cái nhóm nhân đó tôi để chung với nhau á, cho nó tiện để mà mình học á. Gửi lại cho quý vị niêu. Nhầm rồi, cái này tôi gửi cái bản AI rồi, tôi gửi cái bản cái hình máy tôi nó hiện, thành ra tôi quên thứ nhất. Đảo đi, đảo đảo cái bất thiện lên trước cái vô nhân ha, để hai cái thằng thiện bất thiện là hữu nhân, cái thằng sau là vô nhân. À, cho Không nó có dễ thêm nào, hả, không có thêm nào. tính tính thêm đó mà thêm cái nó gối quá, rối quá, tại nó bé tí á, cái mình thêm vô cái nó rối quá, cho nên thôi để hai thằng nó liền nhau gì thôi, nhìn cho nó dễ thôi. Đó là mình biết ha, tất cả những cái tâm đó, đó là những cái tâm thiện đó, những cái tâm thiện thì nó nằm vậy đó. Này đó mình mới có đi 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 gạo mà thôi, có vô thiện là chi đâu, vẫn là chia xuống dưới tám tâm đại thiện. Ngày bữa nay chắc mình cũng vô tới rồi, tám tâm đại thiện mình vô luôn. Thiện vị trí nó nằm như vậy cho mình biết thôi rồi đó. Tâm bất thiện ha, thì cái thằng mà có cái nền xám xịt đó biết là tâm bất thiện. Tâm quả ha, tâm quả thằng giữa ha, ba ba thằng thì thằng giữa mà quả đó, quả vô nhân đó ha, quả vô nhân. Vô nhân thì có cái màu mà nó vàng vàng nhạt đó, rồi quả sắc ha, quả vô sắc ha, rồi quả siêu thế ha, đó là tâm quả. Rồi này tâm tố ha, hàng cuối cùng ha, đó tố 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 dục ha, rồi tố vô nhân ha, rồi tố sắc, tố vô sắc ha. Đó siêu thế nha, siêu thế trắng bóc ha, siêu thế không có cái tâm nào hết trơn nha, tố là không có cái tâm nào hết trơn nha béo.
Sự kỳ diệu của sự vận hành của thân thể này các quy luật siêu thoát nữa hay thấy chị đúng rồi thì đúng rồi đúng rồi, cho nên đó Đức Phật mới mới dạy mình minh sát đó, minh sát niệm xứ đó là mình đi vô cái thân mình á, chứ đâu có đi ra ngoài đâu, phải đi vô mới được, phải đi vô ha. Mọi mọi thứ đó nằm trong đó không, chứ phàm phu hay thánh nhân đó, nó từ cái chuyện mà hiểu biết đó mà ra đó, chứ hiểu biết cái gì vậy hiểu biết cái gì vậy, phàm phu hay thánh nhân đó, nó do đó đó à, người ta đó người ta không hiểu, người ta không hiểu à, người ta cứ nghĩ là à, biết những cái thứ bên ngoài đó nó cần không mà à, giờ người ta bỏ luôn à, nói gì cái mơ 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 chịu đó, cái người ta bỏ hết học khỏi học mấy môn bổ trợ kia à, đi học học siêu siêu lý được rồi, siêu lý biết thánh nhân được rồi, không béo hết luôn rồi. Tại sao mình phải học mấy cái môn kia nữa vậy? Trong khi đó mình biết cái thánh nhân được rồi. Sao? Rồi, như im im hơi lặng tiếng luôn. Rất cần thiết nha, cho nên phải tự trả lời câu hỏi đó để bữa sau cho bài hỏi. Ồ, bữa nay mình qua cái tiếp nè, cái nhóm nhóm tám tâm đại thiện dục giới tịnh hảo nè, đó vô rồi đó, vô nhóm mới luôn. Mình còn giờ mà ha, mình còn thời gian mà ha, hay muốn họ đặt câu hỏi hay muốn vô 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 là phải thuộc đó, mà tôi thuộc cái này quét cũng mệt rồi nha, xanh đỏ xím vàng người ta lưa hết trơn luôn nè. Gọi gọi xanh đỏ tím vàng này không đâu, đâu có nhiều đâu, cứ cái xuống dưới này nhiều nữa nè đó như chị đó, hôm nay nay là vô Không biết vô sao. vô này là vô mánh á vô này là vô mánh đó nha, không chống thì chày ha, sớm thì muộn ha, cho nên chơi luôn ha. Cái này là giống chơi liều mạng quá ha. Cái nào cô mi hỏi cái gì hiểu à, đây chi pháp nha, đối với tâm tâm đại tâm đại thiện ha, đại thiện dục giới tịnh hảo đó tâm. Chưa hiểu à, Vẫn chưa hiểu. cái bản mà nãy thì cắt cục này cắt cục kia để chia theo giống đó, cô mi hỏi là thầy sửa xong lại hết thầy mới gửi lên hay sao? Cái phần đó hả, cái phần đó đâu có gửi đâu. Cô mi hỏi như thế Ê, cái phần đó đâu có gửi đâu, tại vì cái đó là hướng dẫn cho mình đọc trong bản niêu thôi, biết nó nằm ở đâu rồi thôi đó. Không, cái đó ta khỏi gửi ha, khỏi gửi. Cái đó mà mọi người đó trả bản niêu hết rồi. Trời, lớp này học sinh giỏi không à. Không, bản niêu là nằm lòng hết rồi. Thành ra đâu đâu có đâu cần đó chi. Bởi mình nhớ nguyên bản niêu luôn mà. Ôn bài á hả? Thì ai cần đó thì nhắn tôi ha, ai cần nhắn tôi gửi cho. Tôi có cái file riêng, tôi có cái file riêng cho cái từng cái đó đó. Ai cần đó thì cứ nhắn là tôi gửi cho. Hoặc là các bạn có thể cắt ra cũng được. Ai xịn xịn đó nè, có Tân biết AI nè. Tôi gửi cái file AI hồi nãy trên đó rồi nó tự nó dời nó cắt nó kéo rồi đó. File gốc. Tân, con làm gì mà thiên hạ nó mất niềm tin với con dữ vậy Tân? Không có nhanh gọn nó lẹ gì chứ à? Tân, lại mời ha, nó mất niềm tin hả? Không có là không có mấy cái đằng sau đâu nghe. Ồ, bây giờ ha, tâm tâm đại thiện dục giới tịnh hảo rất quan trọng luôn, bắt đầu bị vô đó. Bắt đầu mới vô này, nhớ nhớ cái quy trình mình học không à, mà tôi nói đó, đoạn đầu mình dạo 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 đó mình mới vô vô rồi vô vô hết rồi cái mình dạo 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 tiếp à, đó đó mình sẽ đi theo cái hướng đó đó, cho nên thành ra hôm nay mình chưa vô, em chưa vô nay mới vô nè à, bắt đầu vô là vô đại thiền trước,
tôi đi theo đó cái sự trình bày của Đức Phật trong cái bộ pháp tụ ha. Đức Phật cũng trình bày cái tâm thiện trước, cái tâm thiện trước, cho nên mình cũng học cách tâm thiện trước. Đầu tiên đó là tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Đại thiện dục giới tịnh hảo nó có 8 tâm, nó có 8 tâm ha. Đây là chi pháp thu gọn. Chi pháp thu gọn nha. Thì chi pháp mà nó đầy đủ đó. Cái đó chắc quý vị tự vẽ đi chứ tôi vẽ đâu có nổi đâu. Hàm chi của nó là bấy nhầy luôn á. Đó là chi pháp đầy đủ, nó phức tạp lắm. Mình là học cái chi pháp thu gọn thôi. Hỏi đó cái chi pháp thu gọn này ở đâu ra? Đâu ra? Thì do cái ngài giáo thọ sư đó, Anuruddha. À, ngày biên ra, ngày biên ra. Dựa trên đâu? Dựa trên các cái chi pháp mà đầy đủ. Hồi đó mình học đó mà mình hiểu được à. Là tại sao ngày biên ra cho mình như vậy? Ha, mình hiểu rõ luôn. Không phải đó là mình học như cái kiểu là đó ngày Anuruddha ngày nói gì thôi đó, mình học thôi, biết gì đâu. Nói sao mình học vậy thì không phải. Mình học mình đối chiếu chánh tạng luôn. Trong chánh tạng để mình biết được. Như vậy đồng nghĩa là mình cũng phải học chi pháp đầy đủ. À đầy đủ thì mình cũng phải biết chứ. Tức là 8 tâm mà nó đầy đủ cũng phải biết. Mà 8 tâm thu gọn mình cũng phải biết là nắm hết. Còn bây giờ đó 8 tâm đại thiện mình chia theo 3 nhóm. Thọ, nhóm trí, nhóm trợ. Thọ đây không phải là sữa ông thọ đâu nghe béo. Em sợ thọ đây là cảm thọ nghe. Thọ đây là cảm thọ nghe. À dùng ở đây có một chữ hà cho nên thành ra cho nó ngắn đó. Mà mình hiểu sai là chết nghe. Thọ là cảm thọ đó, nó chia hai nhóm hỷ nhóm xả. Ý, nó chia hai nhóm ha, nhóm hợp nhóm ly. Trợ ha, nó chia hai nhóm ha, nhóm vô nhóm hữu. Nhớ nha. Nó gặp lại đó, nhờ ba chi này mà ra 8 tâm. Ba chi mà ra 8 tâm. Nên trong Phật học đó, cái sự mà nó phối hợp với nhau đó, không có theo cái nguyên tắc nào của các cái phép tổ hợp, quán hợp, chỉnh dị gì trơn nha. Quý vị nhớ bên cái luận lý đó mình học danh chế định á. Nhớ không? Mình chỉ có danh chân với phi danh chân thôi. Mà nó lai ra 6 thứ. Ù là trời. 2 thứ hả? Mà nó lai hậu sao ra 6 thứ. Ngộ nghĩnh vậy đó. Nên nó thành ra đó. Và đừng có áp cái toán vô chỗ đó là mình chết liền nha. Đó là nó siêu toán học luôn đó, nó không có nằm trong toán đâu. Cho nên mình lấy 2 đó, cái mình 2 giờ thừa, cái nó ra có 2. nó vậy đó, nó đặc biệt lắm, 3 cộng 3 ra 5 không mà. Các cái chi ha, 8 tâm đó, nó bao gồm 3 chi như vậy. Nậu lâu đà hả? Cái A nậu lâu đà gì đó, cái ngày đó là thời Đức Phật nha. Anuruddha đó là thờ Đức Phật có một vị tỳ kheo là Anuruddha. Cái vị đó không phải là cái vị biên tập tài liệu Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Không phải nha. Nó giống tên, nó trùng tên thôi. Tại vì người ta có cái thói quen á là nương theo tên của các vị thánh hồi xưa để đặt á. Giống như bây giờ vậy nè đó, mà mình thấy ai hay đó, cái mình đặt cái tên theo người ta vậy đó, thành ra nó bị trùng. Đúng rồi, thiên nhãn đó. Cái phiên âm đó tôi không nhớ. Anh nậu lâu đà đà la gì tôi không biết. Tôi quen Anuruddha rồi. Tại vì tôi ít có đọc bên Trung Quốc á, thành ra mấy cái mà nó song song bên kia tôi mấy cái vị mà ít phổ biến đó tôi không biết mấy cái đó. Ana luật nữa ha. Đủ hết trơn ha. Phức tạp quá. Cái đó phức tạp quá. Để mình biết Anuruddha đi cho nó khỏe. Cái nên hết biết luôn rồi đó. Hồi Ana hàm luôn. Ghi xong cái bảng chưa? Ghi xong cái hình chưa? Tôi qua cái bảng nha. Cái bảng này là đắm đuối nè. Chưa nữa hả? Chưa rồi, tôi cũng có gửi lên rồi. Rồi ghi đi. Đây là chi pháp thu gọn.
Rớt rớt hàng xuống dưới là tại vì hồi nãy trên trên nó thì enter cái nó trên nên thành ra dưới này nó bị rớt xuống hàng cái đó, cảm nó đi. Chứ chứ hồi hồi bình thường đó nãy trên đó là thầy đã đưa nó lên rồi, để thầy kéo cái hình này lại cho nó lên luôn chung cái này, chụp cho nó dễ nè. Chưa rồi, ô vẫn chưa chưa còn cái nữa ha. Cái chỗ À, nó dưới ban lì dễ chỉ dựng xử dễ sợ vậy đó. là À, cái nữa. nó sẽ không có đẹp. À, nên nó là mình nhỏ nhỏ lại xem coi nó có lên được không. À, không chịu lên nữa, không đủ hàng để nó lên. Anh không đủ hàng để nó lên. Nãy trên nè muốn số 5 này nó nhảy xuống cho nó đẹp cái trang đó, mà bây giờ đó nó lại mất mục đích, cho nên thành ra cho số 5 này lên là được rồi nè. Rồi nó đảm bảo lên luôn rồi đó. Anh ta xuống này. Ừ, giờ nó đứng luôn rồi. Cái ảnh nó đã nhỏ rồi đó con. À, thấy chi nó tùm lum không, mà con cho bé xíu nữa là khỏi thấy đường luôn á con. Cái mục đích của mình đó là để dễ học ha. À, nó là cái ưu tiên đầu tiên á. Dạ, tôi cho á, tôi cho cái bảng nó lên đó không phải để cho nó đẹp đâu ha. Cho nên các bạn mà thuộc cái ái biệt ly quán tán hội đó, à, thì cũng đừng có nghĩ là tôi cho cái bảng lên để cho nó đẹp đó nha. Cho cái bảng lên để cho những cái đứa mà nó chụp nó trọn vẹn học cho dễ thôi. Rồi đây nha, đây là cái bảng chi pháp thu gọn. Thu gọn nha. Thì nó có 8 tâm, nó 8 tâm ha, từ tâm số 1 cho tới cái tâm số 8 đó. Ừ. Một tâm. Ê, cái chích tá đó. Mà cái đó thì thôi cũng quan trọng đó, tôi để mấy cái chữ quan trọng thôi. Câu hành hỷ tương ưng trí vô trợ và tham má sang gà ní câu 16, má sang gà ní câu 16. Quý vị mở cái tham má sang gà ní đó, câu 16 là quý vị sẽ gặp cái đó ha. À, mà dĩ nhiên là cái câu 16 đó là cái câu mà chi pháp đầy đủ chứ đâu phải thu gọn. Gọn là ngày anh quốc thá, ngày thu gọn lại thôi. Vậy thì nó có ba cái chi quan trọng ha, nằm ở ba cái cột đó. À, mà có sự tô màu cho nên nhớ nha. 44 rồi xong á là 2 sen 2, rồi xong là 1 sen 1. 44 2 sen 2 1 sen 1. À, béo hiểu không? Béo hiểu không? 44 rồi 2 sen 2 rồi 1 sen 1 á, béo hiểu không? Mình học á mà mình học scan á để mà mình nhớ á. À, để mà mình nhớ cho nó dễ, khi mà mình mường tượng lại đó là trong đầu của mình đó là phải một cái mô hình nó hiện lên liền. À, trong đầu của mình một cái mô hình nó hiện lên liền là mình đọc như cái máy photocopy vậy đó ha, nó đưa luôn cái hình vô trong, thì mình phải tìm ra các cái mấu chốt đó để mà mình nhớ, tìm mấu chốt để mình nhớ. Mà mình không có tìm mấu chốt để mình nhớ đó là mình nhớ rồi cái đi ra cái nó quên, đi ra cái nó quên, thoát thoát rùm đó, nhấn nhấn nút một cái một tắt cái vui quá đó cái quên này. Ừ, chỉ tẩy bắp dế đó. Ừ, câu hành hỷ là gì? Sumanasasagatang. Sumanasa. Sumanasasagatang. Thì xuống dưới mình sẽ giảng ra Sumanasa là gì, Sagatang là gì. À, đó mà mình chia ra nữa mình giảng còn bước nữa. Rồi tương ưng trí đó, Nyanasambayutang. Nyana là trí đó. Sambayutang là tương ưng đó. Vô trợ Asankharikang. Asankharikang. À, đó là cái tâm đầu tiên. Đó tâm đầu tiên. Đó là nữa tôi yêu cầu đó chép 8 tâm. À, đại thiện dục giới tình hảo, chi pháp thu gọn. Đó là chép chép 8 tâm này ra. Xong, trời ơi dễ ẹc không. 0,8 điểm. Rồi, câu hành hỷ tương ưng trí mà hữu trợ. Hữu trợ sa sang kari căn. Sa sang kari căn. À, câu hành hỷ bất tương ưng trí. Bất tương ưng trí.
thay vì ở trên là Sambayuttang thì ở dưới là Vipayuttang. Nó whip vậy thôi nhưng mà nó ngu nha. Mình nhớ nghe, thấy nó whip vậy thôi chứ mà nó ngu. Đó là mình thuộc ha, nó dễ lắm. Nhà ná Vipayuttang. Nhớ nghe béo mình cái cách đó mình học đó con cho nó dễ đó nghe. Đó thì cái này cũng hỗ trợ vô trợ ráp vô. Vô trợ đó. Bye bye mình. Vô đó, vô là a ha, a đó. A tức là phủ định đó, phủ định là không đó, là không là vô đó, là không có trợ đó. A sang kharikan. A sang kharikan. Là không có sự trợ giúp a sang kharikan. Rồi bây giờ là xa đó là phủ định của cái phủ định đó nữa là có chữ trợ giúp. Không, thay vì a sang kharikan đó thì thêm s vô đó là sa sang kharikan. Đó là không có phải là không có vô trợ. Nghĩa là nó hỗ trợ đó. Đó là bốn cái tâm đầu tiên. Bốn cái tâm sao tương tự khúc sao? Khúc trước đổi thành xã rồi. Xã rồi. Upekha. Upekha sagata. Upekha sagata, upekha sagata. Cũng tương ưng trí nhà ná sambayuttang hoặc là nhà ná vipayuttang. Rồi đi với là asankharikan hoặc là sasankharikan. Thế là nó ra 8 tập. Chép từ từ, chép từ từ, chép xong hết giờ. Bữa sau chép dữ nữa. Bữa sau chép dữ nữa, chép tới chi pháp mà chi pháp đầy đủ đó, xếp liệt luôn. Yên tâm, chỉ có cái phần đầu đó là Đức Phật trình bày đầy đủ thôi. Đức Phật thì lúc nào trình bày đầy đủ, chỉ có cái người ta ghi lại á, người ta nói như trên vậy đó. Cho nên thành ra đó, mình ngắn lắm, mình ngắn lắm như trên không à. Rồi ai xếp chép rồi cho hay, chép rồi cho hay. Ai chép rồi thì nghỉ luôn. Định chuyển cái tiết này về khuya học luôn đó. Mà béo không học được. Các cái tiết buổi tối đó, các tiết buổi tối thì không có rớ vô á, để cho bên các nhà đó sắp xếp cái giờ cho các cái lớp dành cho các quan khách tứ xứ á.
Ok, ai chép xong thì nghỉ trước ha. Bye chưa quý vị. À, cuối tháng 5 hả? À, cuối được được. Cái quan trọng là có người học thôi. Cái quan trọng là có người học thôi.